Một quốc gia hùng mạnh, lịch sử quân sự huy hoàng, luôn đề cao coi trọng những giá trị về công lý, danh dự, bổn phận cùng niềm tự hào mãnh liệt, nhưng đã từng có một khoảng thời gian tộc hệ này được đánh giá thấp hơn các tộc hệ khác như là Sulima, Ionia, Noxus. Giờ đây Demacia đã trở lại mạnh mẽ và không còn ai dám chê là Demama yếu vờ lơ, Demama phế vật. Khi mà các bạn cập nhật đã dần ổn định những bài đấu trở lại. Xin chào các bạn, đây là Series Checker với Nắng. Demacia đã nổi lên như cồn ngay từ khi vòng loại APAC Việt Nam được tổ chức, được rất nhiều tuyển thủ tin dùng và nói chính xác hơn là vô địch thiên hạ theo đánh giá của các tuyển thủ bình luận viên. Nếu như mà bạn đạt được mốc 9, nó có mạnh thật như lời đồn không thì hãy cùng mình kiểm chứng ở game đấu này nhé. Đến với cổng dịch chuyển đại sảnh cửu trụ, một cổng dịch chuyển mà luôn cho chúng ta rất nhiều sự đột biến như là rất nhiều tiền, sách chọn ấn, trang bị cùng Legend Pro. Đồ khởi đầu sau ba rau quái của mình là một kháng phép, một găng và một đai máu. Khởi động trận đấu với một chiếc lõi công nghệ vàng. Vì form bài mình bắt để đép ở đầu game khá là nhiều phép nên mình cũng muốn triển khai một bài đấu phép cho trận này luôn. Rôn tiếp sức ra hoàn toàn tự nhiên đều khá cùi. Huy hiệu hiệu trợ nhân thì cũng không quá ok. Vì chốt bài như này mà các đối thủ thì toàn lấy sách chọn ấn cũng hơi rén. Chọn lo gen thần thoại và lấy về cho mình. Thanh kiếm mana gen tí đã đánh phép là hết sảy con 37. Kịch bản ấy đẹp, tiếc là nó không xảy ra. Sách chọn ấn được rơi ra từ đại sảnh, dùng nó luôn và mình không tìm thấy ấn phù thủy đâu cả. Suy nghĩ quá lâu đến lúc vào combat mất tiêu, nhìn lại lượng đồ mình có thì quyết định cuối cùng là ấn Demacia. Okay. Thua luôn đối thủ đầu tiên 3 chết khi mà họ đã có 4 thách đấu, còn mình thì mãi lo chọn lõi chọn ấn nên là chưa up level 4. Sai lầm được sửa chữa, mình up 4 ngay sau đấy, cho vào sân 3 hư không kẹp Orianna 2 sao, chiến thắng đầu tiên trước cái nhà đồ tể. Gặp luôn ông chốt Surima quân sư, đang đép với 3 quân sư Samira cầm đồ. Easy win với sức mạnh của thanh kiếm Mana Gen, búp giáp liên tục đến từ vị trí của Orianna khiến các đối thủ bó tay. Up luôn một phát để tía đi chợ về lên 5, vì mình cũng không để tích 10 tiền. Lụm em Swain từ chợ về vì bài Demacia thì không cần quá nhiều gậy cho lắm. Thêm được Red Tông lại sao vào sân khi mà mình lên level 5, lắp cho em nó cái khăn luôn, trông có vẻ hơi vội nhưng mà không sao, vẫn thắng được trước cái nhà hướng Ionia chinh phạt với con rắn thần cầm hai ấn. Mãi đến round này thì mới xuất hiện thêm một con Demacia khác là Queen, nhưng mà mình cũng chưa cho vào sân được, thay vào giờ là cút luôn. Gặp một nhà full can trường ở round này, họ chia đồ cũng khá hợp lý, tuy nhiên đam vẫn còn thiếu nhiều, chiến thắng vẫn là của lắng để thắp lửa lên. Cảm ơn Orianna đã giúp mình đép 4 round bằng cách thanh lý môn hộ em nó. Mày lừa bố mày. Sau khi cửa hàng xuất hiện thêm một con Queen, thay Demacia và có tích tiền cho nên giờ hơi nghèo rồi đấy. Vừa than nghèo cái game nghe hay sao cho hẳn một đống tiền, cộng với một Neko vàng và một BF, lắp luôn vô cục cho Queen không phải nghĩ nhiều. Đại sảnh tiếp tục cho mình một chiếc xẻng nhưng mà Demacia giờ có ghép được đâu. Game bịp rồi, game đã bịp mà tướng của mình còn trôn nữa. Mời các bạn xem kỹ combat ở vòng 3.1 đã làm mình mất một chỗ thua không thể xám hơn. Chênh lệch cấp sao giữa hai team là sự khác biệt. Mình chỉ xếp cá hư không ở trên đầu để tanh, còn lại bao quanh Queen để lấy thêm tí giáp. Thế đếch nào mà các tướng của mình lúc vào combat chạy lên xong tách nhau ra. Zihin team bạn bắn cá hư không gần chết thì nã một phát vào thẳng người Queen team mình. Queen chưa kịp làm gì thì hấp hối, thế là hết đam. Mình thua cay. Thấy game còn hơi chậm nên ra quất luôn của lõi kim cương để nhanh còn đánh game mới. Ôi trời ơi, trang bị đầy đủ mà đánh Demacia thì khó lắp đồ lắm. Loại tốc độ chóng mặt thì có mỗi model cầm đồ ngon nhưng mà mình lắp xứ hết đồ cho model rồi còn đâu. Loại luôn. Roll thử cả hai thì đều không ngon, chọn về quỹ phòng hộ là quyết định cuối cùng của mình. Thấy có đủ 5 Demacia khi cửa hàng xuất hiện thêm Sona và Galio, mình lên luôn level 5 kích mốc 5 trước để đép rồi mới hầu tiền. Nhà mình gặp đánh đồ tẻ lắp được rất nhiều đồ, tuy nhiên đánh giá là đép bằng JC này hơi dở nha. JC 2 mà yếu vậy. 3.3 mình được ấn cho Neko cầm để tích 80 tiền nếu như mà thắng round này. Nhà mình gặp cũng chơi Demacia mà họ còn sắp hẳn con Swain 2 cầm ấn vô pháp cho chất. Đam của team mình là nhiều hơn nên không có gì bất ngờ trước cái chiến thắng này. Vòng đi chợ hốt với em Kai'Sa cầm kháng phép để tránh đối thủ đánh thách đấu đang cháy hương trên bảng xếp hạng kia lấy. Chứ còn đồ thì tạm thời ổn rồi thì tính sau. Free win khi mình gặp nhà lấy động lực cuối cùng ở round này. Họ giờ chỉ đép xương xương để tính toán sao kích hoạt lõi nên bài cũng khá là yếu. Vì lúc nãy Mark có cho thêm sẻng nên là các nhà có những bài đấu rất ma quỷ. Điển hình như cái ông mình gặp ở 3.5 này, quất luôn 3 ấn Ionia với một ấn trinh phạt chất chơi người rơi. Gamma 2 cầm ấn liên tục trưởng vào mặt các tướng team mình, chưa kịp nổi lửa lên thì đã bị ông này dập tắt hy vọng rồi. Leo leo cay. Tích được 100 vàng lợi tức round vừa rồi nên là tranh thủ áp cấp nhẹ ở round sói. 5 con sói trả cho mình thêm 2 nước mắt, một giáp cùng với cả mũi tiền. Đại sảnh ở vòng này cho thêm một mảnh đồ là găng, mình đã up được level 7 với hơn 100 tiền thừa. Cho tạm em Sejuani vào sân để đép và lắp luôn cái băng giáp cho nó. Cái ông chốt Surima ở đầu trận giờ xoay hẳn sang quân sư Noxus luôn, chất thật. Thất bại là điều dễ hiểu khi mà ông này đã xài tiền còn mình thì chưa. Đấy rồi, thứ mà mình đang mong chờ.
một chiếc lõi công nghệ vàng. Cường hóa siêu công nghệ là một cái lõi ngon vì map này rất là nhiều đồ. Lưỡi kiếm uy lực có thể bổ sung được lượng đam nhất định cho team của mình. Tuy nhiên mọi thứ sẽ là vô nghĩa khi mình roll lõi đũa phép và lấy về huy hiệu Demacia để tiến đến mốc 9 Demacia. Mốc vô địch trong tất cả các bài đấu có mốc 9. Chọn lõi xong thì Mordor xuất hiện. Mình được ấn Demacia và khăn cho nó cầm. Up luôn level 8, roll sương sương vài cái. Bắt thêm con Kasate cho nó cầm ấn để mà tạm. Cùng băng giáp để đép vài round phía lên 9 cho dễ. Easy win, người anh em thách đấu lúc đầu cắt chuỗi mình. Giờ ngoài việc lên cấp thì ông này chưa roll gì cả nên bài vẫn khá là yếu. 4.3 mình đối đầu với ông anh Demacia cũng đã có Mordor. Về chất lượng sao thì giữa hai team khá là ngang nhau. Nhưng có một vấn đề là mình không có lõi đánh nhau, còn hắn ta thì sắm hẳn hai lõi. Lấy cả nắm rõ đối thủ cho chắc cú đánh với bài mình. Rồi thì thua vậy. Nhà thây mơ cầm gậy ở chợ về làm cái quỷ thư cho Sona trước. Còn có giảm hưu với cả thêm được tí tiền lên 9 giờ giàu. Ông can trường lúc đầu giờ lấy thêm lõi binh đoàn bất tận thêm hẳn 3 chết. Bài toán can trường đã trâu, có cả lõi cho can trường. Mà còn nhiều chết thế này thì đấm mình một phát từ 50 máu xuống còn 36 máu luôn, ăn thật. Vẫn cứ là thua trước nhà Ionia đang hướng tới mốc 9 với 2 chết và mình còn lại 28 máu. Mọi thứ sẽ ổn hơn sau khi ra quái xong và mình lên level 9 roll ra Javan. Up dần kinh nghiệm bằng tiền tích được thì cũng lên được 24/84. Săn nốt mấy con chim để lấy về thêm một cái gậy và một mảnh trang bị thành phần. Chưa cần lên 9 thì Javan cũng đã xuất hiện rồi. Nhặt tạm dương đồ on từ đại sảnh về để đấy đã. Lên level 9 roll và tìm kiếm Achok trước. Roll cạn tiền thì lên được Queen 2, đôi Mordor cùng với cả một con Achok cầm ấn. Mở dương đồ on và lấy về vũ điệu tử thần cho Achok trâu cả tiền trâu. Test đam trước với cái nhà 6 đồ tệ, bài họ không hề yếu chút nào. Tuy nhiên Mordor team mình vẫn khá là uy tín, giúp mình giữ lại được chiến thắng ở round này. Khăn là đồ cuối cùng lắp nốt cho Fiora, bán bất tướng 5 tiền để roll và focus vào bài đấu. Team mình cũng lên được Mordor 2. Nhà mình gặp ở round này với 8 thách đấu, tuy nhiên Fiora vẫn 1 sao. Lượng giáp và kháng phép cộng thêm từ Demacia là rất nhiều. Không những thế, đồ ánh sáng còn giúp cho các tướng của mình trở nên vô địch. Đấm ông này 7 chết tiễn luôn lên bảng đếm top với cái cuốc. Và động lực cuối cùng cũng dừng chân với cái cọc số 8 luôn rồi. Bán nốt bèo vét roll thêm vài cái, mình bắt được thêm một con Achok. Neko cho nó lên 2 luôn để còn đầy máu. Trả thù nhà can trường lúc nãy đấm mình 14 máu, giờ mình đấm lại một phát 17 máu. Bài họ đánh bằng tanh mà giờ bài mình trâu quải cả trời thì làm gì mà giết nổi. Đợi đấy, tí nữa còn đấm tiếp chứ chưa dừng lại đâu. Tôi được cái thù dai nha. Đi chợ thấy Fiora cầm giáp vai khá là ok nên là mình múc luôn về cho em nó lên 2 sao. Giáp vai cho Javan cũng khá ổn. Thêm một chút đam phía trên cho team của mình. Gặp lại nhà đồ tể ở vòng 5.5, không có gì khác biệt khi mà họ không update được gì thêm. Còn mình thì đã có Mordor 2 và Achok 2. Đã thế ra ba team mình còn úp vào đầu, không cho Mordor team bạn chơi game. Thất bại này khiến cho đối thủ phải dừng chân với cái top 5. Cắn một lưỡi thôi. Đối đầu với mình ở vòng 5.6 là một bài đấu cũng ma quỷ không hề kém. 9 Ionia, 6 trinh phạt. May là Ari của họ mới 1 sao, chứ 2 sao cũng là vấn đề đấy. Combat khá là căng thẳng giữa hai bên. Mình chiến thắng chỉ 3 chết chứ không full house như các nhà còn lại. Top 4 vẫn chưa ai nhận khi mà nhà Noxus thắng nhà can trường hiệu Triệu. Săn rồng ngàn tuổi và lấy nốt chiếc áo choàng bóng tối cho Fiora câu giờ. Tiếp tục một đồ on rơi ra từ đại sảnh. Mình lấy thêm được gương lửa gạt cho Sona hai bên búp hai phát vì không lấy thêm được đồ gì ngon hơn nữa. 20 không phải là ngày lễ của tháng 11 mà là số máu mà nhà can trường này phải nhận khi để thua nhà mình nguyên sàn. Trả thù cho cái tội lấy cái lõi kia đấm mình một phát 14 máu. Nhớ đời luôn nha. Ronos và Javan 2 với cả xem là có bắt được con 5 tiền gì không. Nhưng mà nó không ra con mình cần mà Fiora thì ra nhiều. Cứ ngỡ đây là có bắt cuối nên là mình khá chủ quan không xếp bài. Queen của mình không thể kết liễu hàng sau khi mà đối thủ có tận 2 kim súng để hồi phục. Cứ mỗi lần Queen bắn giảm máu thì team bạn lại hồi đầy. Achok của mình thì liên tục bị xiết túm đầu túm cổ dập tóc móc mắt nên là không thể chơi game. Mordor bị xây ra focus thẳng vào đầu sau khi Poppy nằm xuống. Mordor chết, Achok không được chơi game đã khiến mình phải thua round này. Đổi lại đồ ánh sáng cuối cùng là dây chuyền cho Galio, giảm sát thương cho Achok cũng như là Fiora. Xếp lại bài một chút, mặc kệ Sona ở phía bên kia, mình đổi Queen sang cùng bên với Mordor, đồng thời xếp lại vị trí của Achok né xếp để không bị nắm đầu nữa, mà sẽ để Fiora có khăn chơi đùa với xếp. Dây chuyền hồi máu và giảm sát thương khiến cho hai con tướng này không còn bị xuống máu quá nhanh. Đối thủ đổi xe ra sang bên còn lại nên là không thể focus vào Mordor nữa. Thỏa sức chơi game, đánh đập, nhảy múa bổ là những gì mà team mình làm được ở combat cuối này. Đối thủ chỉ biết khóc với lượng chống chịu cũng như là đam từ team mình để thua 5 chết và dừng chân. Top 1 không ai khác ngoài Nắng. Có một trường hợp có thể xảy ra là vì trong trận đấu này đối thủ chưa lên được Ari 2. Theo các bạn thì nếu mà đối thủ có Ari 2 thì có thể ăn được bài của mình không? Comment ở phía bên dưới nhé. Tổng kết, mốc 9 tại Demacia thực sự là một cái gì đấy khác biệt so với mốc 9 của các tộc hệ khác. Tin chuẩn đi kể được rồi nha. Mặc dù trận này mình không có lõi đánh nhau, chấp cả một đồ ghép từ sẻn. Chọn Legend Up nếu mà các bạn muốn thử và dễ dàng đặt mốc 9 hơn. Queen 2 và Queen 3 không có nhiều khác biệt nên là nếu lên được mốc 9 thì không cần roll Queen 3 đâu. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like nhé. Chúc các bạn leo rank vui vẻ, bye bye.